Thưa quý vị, những ngày này cách đây 70 năm về trước, chiến dịch Điện Biên Phủ đang bước vào giai đoạn gay go ác liệt nhất. Để ôn lại những ngày tháng lịch sử hào hùng đó, tri ân những người anh hùng, chiến sĩ Điện Biên năm xưa, đồng thời để thế hệ hôm nay hiểu thêm về chiến thắng vĩ đại của dân tộc, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện, nằm trong chuỗi hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Trần Thịnh Tần, Đại tá Hoàng Ngọc Thương và Đại tá Phan Hải Tân là ba nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Dù tuổi đã trên 90, nhưng khi được hỏi về công tác huấn luyện, bổ sung quân, phương án tiếp tế lương thực khi chuyển đổi phương châm từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, hay tâm trạng bộ đội ta khi đưa pháo xuôi bè vào trận địa chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, vẫn được các chiến sĩ kể lại một cách chân thực với niềm cảm xúc đầy tự hào về những ký ức hào hùng của 70 năm về trước. Khó khăn vô cùng mà pháo binh 24 cầu pháo để đưa về đó. Như thế mà trời rất rét, vắt cánh đầy người. À, mà có nhiều đồng chí về từ biên giới mà về sông Lô, về Phú Thọ đó, là nhiều anh em hy sinh. Nhưng mà có cái khí thế hùng dũng, không hề sợ chết. Huấn luyện cho anh em những cái kỹ năng chiến đấu, ví dụ như là bắn súng này, đâm lê này, ném lựu đạn này, rồi đào công sự này. Vì một người chiến sĩ mà có quyết tâm, đồng thời có cái kỹ thuật chiến đấu thì nó có một cái bản lĩnh chiến đấu rất là vững vàng. Khi mà chuyển đổi sang cái chiến lược đánh chắc tiến chắc thì nhiều người rất lo là thiếu nguyên thủ cung cấp cho bộ đội. Nhưng mà may rằng là Tây Bắc có là 3 tỉnh đã ủng hộ 10.000 tấn lúa, lại phải tổ chức chuyển 10.000 tấn lúa đó chuyển sang là 7.000 tấn gạo. Tất cả anh em dân công biết mình là biết bộ đội hy sinh nhiều, đưa gạo đưa nước lên nhập vào bộ đội luôn, cho nên quân số chúng tôi thường thường là tăng cường. Các cụ vẫn là những con người rất là vĩ đại, và sự có mặt của các nhân chứng lịch sử làm cho cái sự hấp dẫn cho bạn trẻ về những năm tháng hào hùng của 70 năm hiện về. Tôi rất xúc động bởi vì được ngồi với những thế hệ có thể nói là cha của mình, ba tôi, má tôi cũng chiến đấu Điện Biên, và hai người lại lấy nhau giữa mùa chiến dịch năm 1954, cho nên cái cảm xúc đó lại càng mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt khi mà đến Điện Biên, tôi được gặp rất nhiều những gương chiến đấu của các cụ, đó là những cuộc đời những người đi theo cách mạng từ gian khổ, từ những khó khăn để rồi tạo nên những chiến thắng oai hùng. Thưa quý vị, tại buổi giao lưu chiến sĩ Điện Biên kể chuyện ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã được nghe rất nhiều những câu chuyện cảm động hào hùng của những nhân chứng lịch sử, của những chàng trai khi đó chỉ mới 18-20 khi tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ nhưng vẫn không nao núng trước quân thù và quyết chiến quyết thắng. Và đây thật sự là những câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay. Em tham gia cũng là một phần là muốn tận tai nghe được lời kể từ các cụ. Nó sẽ trau dồi cho em thêm cái lòng yêu quê hương đất nước và tinh thần dân tộc. Ngoài cái độc lập tự do còn về dân giàu nước mạnh, công bằng và văn minh, chúng tôi cũng mong rằng qua cái tinh thần của chiến sĩ Điện Biên Phủ, tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thì các bạn sẽ phát huy cái tinh thần đó, kế tục, kế tiếp cái truyền thống của cha anh.